Hi, rất vui khi cả nhà đã quay trở lại với kênh Ansel Family Cuộc Sống Cần Thơ. Thì ngày mai, ngày mốt là đã đến rằm tháng giêng âm lịch. Thì nhà Ansel có làm thêm một món chay để chia sẻ với cả nhà, giúp cho cả nhà có thêm một cái sự lựa chọn hơn cho cái thực đơn ăn chay của mình trong những ngày rằm nhé. Thì món chay hôm nay mà nhà Ansel muốn gửi đến cả nhà có liên quan đến mì. Và nhà Ansel gọi đó là mì xào giòn hải sản chay. Vì cái món này có một điểm đặc biệt là ở cái sợi mì. Thì sợi mì của nhà Ansel dùng để cho cái món này là Ansel sẽ xào trực tiếp cái vắt mì để ăn kèm với rau củ. Thì Ansel mời cả nhà cùng vào bếp và tham khảo xem nhà Ansel sẽ làm như thế nào với món mì xào giòn hải sản chay nhé. Với nguyên liệu rau củ hôm nay dành cho món mì xào giòn chay gồm có đó là một ký cải ngọt. Thì cải ngọt nhà Ansel hôm nay chỉ dùng cọng thôi nha cả nhà. 200g nấm đùi gà, 150g cà rốt, 100g ớt chuông xanh, 100g ớt chuông đỏ và 150g bắp non, 200g cà chua. Topping ăn kèm hôm nay gồm có 200g hem chay, 200g chả nấm chay và 200g tôm chay. Ngoài ra cả nhà cũng có thể mua thêm như gan chay, mực chay đều có bán ở những cửa hàng bán đồ chay nha cả nhà. Về phần gia vị thì gồm có hành bó rô và hành tây băm nhỏ, 4 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê hạt nêm chay và một xíu muối, 1 đến 2 muỗng bột năng dùng để tạo độ sệt cho mì. Chai mình sử dụng là mì này nè cả nhà. Thì mì này có cả cọng nhỏ và cọng lớn, nhưng mình thích ăn cọng nhỏ nên mình sử dụng mì cọng nhỏ này. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ chiên mì nha cả nhà. Thì mình chiên mì trước á, để hồi cái mì khi mình chiên xong là mình để cho nó ráo dầu và để cho nó nguội. Thì lúc trước thì mẹ mình thường hay chiên cho mình đó là mì cọng to, nhưng lần này mình sẽ thử chiên mì cọng nhỏ. Với lại mình thì thích ăn cái mì cọng nhỏ hơn, còn bạn nào thích ăn mì cọng to thì mình sẽ thay thế bằng mì cọng to nha cả nhà. Thì khi chiên mì này mình để dầu cũng khá xíu. Xong khi dầu nóng thì mình sẽ cho mì vào và mình vặn nhỏ lửa một xíu. Sau đó thì mình sẽ dùng đũa tách cái vắt mì này ra, rồi xong mình trở là 2-3 lần. Mình đừng có để cho mì vàng quá nha cả nhà. Như vậy gấp ra là được rồi. Sau khi đó thì mình sẽ vớt những cái mì vụn ra nha cả nhà. Và mình sẽ tiếp tục chiên vắt mì kế tiếp. Thì thường một dĩa mì như vậy thì mình sẽ chiên khoảng 3 đến 4 vắt mì, tùy theo bạn thích ăn mì nhiều hay là rau củ nhiều. Thank you.
Và bây giờ mình sẽ tiếp tục xào rau củ nha cả nhà. Thì mình sẽ cho hành bo rô và hành tây băm nhỏ vào trước. Do hôm nay phần hải sản chay của mình chỉ có tôm thôi, cho nên mình sẽ xào chung với rau củ luôn nha cả nhà. Còn nếu cái phần hải sản chay mà các bạn chọn nhiều loại như là tôm, tôm chay, mực chay, gan chay thì mình sẽ xào riêng phần topping hải sản, rồi mình để qua một cái dĩa riêng, sau đó mình sẽ xào rau củ sau. Thì cái quy tắc xào thì mình sẽ cho cái nào mà lâu chín, dai và loại củ vào mình xào trước. Còn lá hoặc cái phần nào mà mau chín, mau ra nước nhiều cả nhà, thì cả nhà nhớ bỏ vào sau nhé. Thì mình bỏ tôm vào, sau đó thì mình sẽ tiếp tục cho cà rốt vào. Và bắp non. Thì đối với những cái món xào nè cả nhà, thì cái gia vị đầu tiên cả nhà nên cho đó là đường. Vì đường nó sẽ giữ cho cái màu sắc của những cái loại rau củ này nó được tươi. Và kế tiếp là nấm đùi gà. Thì cái em nấm đùi gà này cũng lâu chín lắm cả nhà. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần cộng cải ngọt vào. Thì nhà mình nó luôn lúc nào xào mì cũng sẽ dùng cải ngọt. Còn nếu mà không có cải ngọt, cả nhà có thể thay thế bằng cải thìa hoặc là bắp cải hoặc là đậu que. Thì tùy mình thích cái loại rau củ nào thì mình sẽ cho vào cái loại rau củ đó. Nhưng mình xào rau củ thì mình thường sử dụng đó là cải ngọt. Và tiếp theo đó là cà chua. Cà chua thì mình thường cho vào sau cùng nha cả nhà. Cả nhà lưu ý là đối với cái phần cải thì cả nhà nên ăn trong ngày chứ đừng để qua đêm. Vì mình đã đọc ở đâu đó là nếu như mà cải mình như cải ngọt nè, mình để qua đêm thì nó sẽ giống như là gây một số bệnh như bệnh ung thư đồ cả nhà. Thì cái thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo nhé. Cả nhà có thể tìm hiểu thêm. Và cuối cùng thì mình sẽ cho cái phần bột năng đã được hòa tan với nước. Thì tùy cả nhà, nếu mà muốn cái độ sệt của nó nhiều thì mình sẽ cho nhiều bột năng tí và ít nước lại. Còn nếu mà muốn nó loãng loãng để cho mình chan cái phần mì mình ăn thì mình sẽ cho nhiều nước một xíu. Và đây là dĩa mì hồi nãy mình xào này cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho đồ xào vào nhé. Và đây là cái món mì xào giòn chay mà mình làm lần đầu tiên. Vì lúc trước mình làm mì xào giòn, nhưng mà mình làm mì xào giòn hải sản mặn cả nhà. Cái món này là do mẹ mình lúc còn sống mẹ mình đã dạy, và cũng là cái món mà mình thích nhất được mẹ mình làm cho ăn thường xuyên á. Mà đã lâu lắm rồi, kể từ lúc mẹ mình không còn á, thì mình không có được thưởng thức cái hương vị này nữa. Cho nên hôm nay mình làm lại ăn nó ngon lắm cả nhà. Cả nhà nhìn thấy có hấp dẫn không? Với một cái dĩa đồ xào như vậy á, thì nó có nhiều loại rau củ và topping nữa cả nhà. Cả nhà ăn sẽ không có ngán đâu. Và mình cũng xin chia sẻ cái cách ăn mì xào giòn của mình. Là mình sẽ cho phần mì lên trước, sau đó là tới rau củ và cái phần nước sốt.
Phần nước sốt của mình là bao gồm là nước từ rau củ hòa lẫn với nước bột năng và nước tương. Thì mình sẽ rưới lên và cho thêm một chút xíu tiêu nữa. Mình sẽ để cho nó nghỉ trong vòng 2 phút. Sau đó thì mình sẽ trộn đều cái phần mì, phần rau củ và phần nước sốt cho tất cả hòa quyện vào nhau. Thì nếu bạn nào không thích ăn tiêu mình cũng có thể không để vào. Và bây giờ mình sẽ trộn mì lên nha cả nhà. Thì cái sợi mì của mình bây giờ nó vẫn còn giòn, mặc dù là mình đã chan nước vào rồi nha cả nhà. Thì cái việc mà mình chan nước sốt vào á, thì mình chỉ làm cho cái sợi mì nó mềm thôi, chứ nó không có làm cho cái sợi mì nó bớt giòn nha cả nhà. Nó vẫn đảm bảo được cái độ giòn. Và cái phần mì xào giòn của mình á, bây giờ nó có tất cả những cái hương vị ngọt từ rau củ nè, chua chua từ phần cà chua và cái phần nước tương nhà làm và vị cay cay của ớt và tiêu. Và bây giờ mời cả nhà cùng thưởng thức món mì xào giòn chay cùng với nhà Ansel nhé. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nếu thấy thích hãy bấm like, share và đăng ký cho kênh Ansel Family Cuộc Sống Cần Thơ nhé. Bye bye.